Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Hãng hàng không Starless có chuyến bay về Việt Nam Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714 985 9999 và 714 657 7866 Happy Too Easy chuyên bán nền cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 và 714 487 -7889. Gọi ngay Mango Tours 866 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 hay vào website cá nướng da giòn.com liên hoan chủ tịch trả lời quý vị tiếp tục với thời sự hiện nay đó là ông rudy giuliani đang kháng cáo cái vụ 148 triệu mỹ kim giải quyết và cộng thêm cái vụ kiện kế tiếp nữa nhưng cái chủ vụ đó thì nó không phải là việc mà tiền nhưng mà buộc là ông ngăn chặn ông không có được lên trên đài phát thanh truyền hình để mà tiếp tục nêu tên rudy freeman hai mẹ con về những cái gọi là thuyết âm mưu nói rằng hai mẹ con này là âm mưu để bỏ những cái phiếu của ông Trump để chiếm thắng ở tiểu bang Georgia trong Biden. Cái chuyện đó sẽ chờ, bởi vì kiện thì tòa à, đang thụ lý cái hồ sơ này sẽ ra phán quyết là buộc ông phải im tiếng, không được đề cập tới hai mẹ con nữa. À, thì các nhà chuyên gia về pháp lý họ nói trong suốt thời gian qua những người mà đã đứng ra bảo vệ ông Trump những luật sư mà nói rằng ông Trump thuê mướn họ hoặc là có những người tự ý bởi vì ủng hộ ông Trump cho nên họ đã đứng ra để đưa ra những cái tuyên bố hoặc là có những hành vi bây giờ bị xét là phạm pháp. Những cái số tiền họ đã đương đầu là bao nhiêu? Trong cái vụ Rudy chúng ta biết là 148.3 triệu rồi. Kế đến là tại tiểu bang Michigan sang sân sữa cũng tốn kém cho các luật sư này 152.450 Mỹ Kim. Ở Fulton County Bond, cái tiền mà đóng tiền tại ngoại hầu tra là 750.000 Mỹ Kim. Cái số tiền này được tính là cho hầu hết những luật sư đứng ra đại diện cho ông Trump và bị kiện cáo ở tiểu bang Georgia, trong đó có quận Fulton. Fulton County Plea Deal là đồng ý, chúng tôi chấp nhận những cái chuyện truy tố đó, chuyện và chấp nhận như vậy thay vì vào trong tù, chúng tôi đồng ý nộp 18.700 Mỹ kim và đồng thời phục vụ cộng đồng 30 ngày, 60 ngày vân vân. Legal fee. Số tiền bây giờ là vượt quá một triệu Mỹ kim rồi, nhưng mà điểm đáng chú ý thưa quý vị, những người ủng hộ ông Trump á, và kể cả những người mà thuộc Đảng Cộng hòa MAGA đó Tiếp tục ủng hộ vào quỹ pháp lý cho những luật sư này. Thậm chí cái số tiền quỹ pháp lý của họ đó. Họ bỏ ra không có bao nhiêu cả. Thí dụ như là. À, cái cô Ellis đó, Luật sư trẻ 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 nhất mà hay cười đó thưa quý vị. À, đã gây quỹ được 218.175 Mỹ Kim. Tính tới ngày hôm qua Tuesday. Và cái số tiền này được chuyển qua cái tổ chức hoặc là công ty mang tên là givesendgo com trên mạng. Thì công ty này họ nói là 218.175 Mỹ Kim. Thực sự thì cái số tiền mà cô bỏ ra thì không có bao nhiêu cả. Dưới 218.000. Ngoài ra đó, ông luật sư Isman và luật sư Clark mỗi người cũng gây quỹ được. Ông Isman gây quỹ tới gần 600.000 Mỹ Kim. Cái điều này để cho thấy rằng cái mối quan hệ của những người này rộng rãi càng rộng rãi bao nhiêu thì tiền gây quỹ của họ càng nhiều bấy nhiêu. Cho đó, trong đó có những người triệu phú, những nhà giàu, họ muốn hỗ trợ cho những nhân vật này kể cả bạn bè nữa. Bạn bè, người thân thì có đều có quyền hỗ trợ cho thân nhân của mình. Và ông Clark thì nhận được 64.277. Và vì thế, nỗ lực gây quỹ vào quỹ pháp lý và ông trump có thể nói nhận được tiền gây quỹ pháp lý nhiều nhất người ta thấy là mỗi khi có những cái tin tức không có lợi trong trump lại là lúc mà ông vận động gây quỹ nhiều tiền nhất và quay trở về những bản tin địa phương thì thưa quý vị vào ngày hôm qua một ông vốn là detective ở tại New Jersey đó vừa mới bị bắt bởi vì ông này đã bị điều tra và có bằng chứng cho thấy là thân làm detective mà đi ăn cắp truất từ trong cái phòng giữ vật chứng ở tại quận để mà bán lấy tiền thì đây là ông Kevin Matthew 47 tuổi ổng à, là làm việc cho văn phòng công tố của quận Bergen ở tại New Jersey thì à, từ khoảng thời gian tháng 10 năm ngoái cho đến tháng 11 năm nay đó ông này ổng bị đồng nghiệp nhìn thấy là cứ liên tục ra vào cái phòng giữ vật chứng gọi là evidence room của cái văn phòng công tố ở đây thì giống như là tại vì ổng nằm trong cái, cái 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 team là đi bắt những cái vụ mà băng đảng buôn bán ma túy rồi đó thì đem về thì thường đem về xong giữ cho làm sổ sách để trong cái phòng vật chứng đó là cũng ít khi cần phải ra vào nhưng mà ông ra vào với tần suất nó dày đặc cho nên là bắt đầu đồng nghiệp họ nghi ngờ cho nên là họ báo lên cấp trên và khi mà đồng nghiệp họ xem lại cái camera trước cái phòng đó thì họ thấy là cứ mỗi lần ổng vào á trước khi ổng vào ổng có xách thêm một cái túi và khi mà ổng đi ra thì cái túi nhìn nó phồng lên và nó to hơn cho nên là họ càng có chứng cứ để mà nghi ngờ và sau đó đó khi mà báo lên cấp trên thì cấp trên cũng phát hiện là trước mỗi khi mà đi vào cái phòng uh, evidence room ông này đó ông đã đi vào cái database của sở cảnh sát của văn phòng công tố và đặc biệt ông truy tìm những cái vụ án mà bắt những cái băng đảng buôn bán ma túy những cái uh, cái cái vụ lớn thưa quý vị thì sau đó cái là hình ảnh có xuất hiện ông đi vào cái phòng đó cho nên là phía công tố họ có đầy đủ bằng chứng để nghi ngờ rồi sau đó họ lại điều tra thêm nữa là sau mỗi lần mà đi ra khỏi cái phòng mà giữ vật chứng đó thì bắt đầu liên tục nhiều ngày sau đó những cái tài khoản ngân hàng của ổng ổng cứ bỏ vào vài ngàn vài ngàn nhưng mà ổng giữ cái mức là dưới 10 ngàn để mà ngân hàng không có flat cái tài khoản đó thì bây giờ mặc dù là ổng một mực vẫn phủ nhận nhưng mà phía văn phòng công tố họ nộp hồ sơ truy tố đó họ truy tố ổng cái tội là ổng ăn cắp à uh, fentanyl và cocaine từ uh, những cái, uh, cái, cái 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 vụ án đó đem ra ngoài và bán chưa hết khi mà bắt đầu bị ổng uh, biết cấp trên điều tra đặt câu hỏi ổng đó thì ổng lại xách những cái 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 bịch đó ổng đem trở lại nhưng mà phía đồng nghiệp là những cái người mà thủ lý những cái vụ án này nói là nhìn vào bằng mắt thường thôi là biết đây không phải là cocaine, không phải ma túy rồi ổng đem cái thứ gì lại ổng trả lại đó thì ngoài chuyện là bị truy tố tội ăn cắp vật chứng ổng còn bị truy tố thêm cái tội là hủy hoại bằng chứng cho những cái vụ án hình sự. Tại đây là những cái vụ chưa có truy tố vật chứng đem về để đó bây giờ ổng lấy đi ổng bán rồi thì làm sao mà truy tố những cái tay tội phạm này nữa. Thì bây giờ với những cái cái tội mà ăn cắp vật chứng không đó, mỗi một cái tội là ở tù ít nhất là 10 năm bây giờ thêm cái tội hủy hoại vật chứng nữa. Và cuối cùng hôm qua bên phía Texas đã có một chiến thắng lớn hay nhỏ thì tùy mỗi người. Nhưng mà quan tòa và tòa phúc thẩm về cái vụ kiện liên quan tới đường biên giới đó nhức đầu lúc đó còn dài dài cho đến khi nào có thể là tòa ốc thay ngôi đội chủ. À, bên phía chính phủ Texas với ông thống đốc Greg Abbott tiếp tục kiện chính quyền Biden về những quy định ngặt nghèo ngăn chặn Texas trong đó hàng rào kẽm gai à, Texas thì đường biên giới họ không, họ không họ muốn tránh cho di dân mà họ gọi là bất hợp pháp vượt biên giới hàng rào kẽm gai để tránh những người này đi vào mà trước đó chúng ta nhớ là không những hàng rào kẽm gai mà những cái phao nổi đó màu đỏ cũng được dựng trên cái dòng sông Rio Grande này quý vị nhìn thấy cái phao xa xa này đây? đây đó cái dàn phao đó thì cái dàn phao này thì Texas bị thua bởi vì họ đặt giữa biên giới Mexico với Hoa Kỳ. Nhưng mà hàng rào kém gai thì họ thắng bởi vì hàng rào kém gai đặt trên đất của Texas. À, cho nên uh, quan tòa nói Texas được quyền đặt cái hàng rào kém gai này mà không có lý do nào tòa Bạch Ốc lại ngăn không cho Texas. Cái hàng rào kém gai là bảo vệ cái đường biên giới của Texas mà thôi thì bây giờ bên phía chính phủ Biden lại kiện kháng cáo tiếp tục nữa để mà ngăn chặn không cho Texas nói rằng gây hại đến uh, cái tiến trình để bảo vệ và lo sợ rằng là cái việc mà đặt hàng rào kẽm gai như thế đó gây hại cho di dân nhiều hơn. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý các tác giả một lần nữa chiều nay trở lại với phần tin tức nổi bật. Chúng tôi đào sâu hơn về cái phán quyết của tòa tối cao Colorado liên quan đến việc ngăn chặn Donald Trump xuất hiện trên lá phiếu trong năm bầu cử 2024. Mời quý vị vào trong trang nhà tv com và nếu vào YouTube mong quý vị nhấn một nút like và chưa subscribe thì subscribe quý vị. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.